cố lên đi. Mấy thầy sẽ giúp em à. Những đứa nào dám nói em là họa sĩ truyện tranh giỡn thì tụi nó sẽ biết tay của anh đó. Anh sẽ cho tụi nó khóc luôn. Anh đừng có nói chuyện thô bạo như vậy chứ. Đánh tới khóc là sao? À, em nghĩ ra rồi. Cái cây đó là cây gì vậy Bella? Cây gì Bella đeo toàn ten vậy? Hả? Bella, cái cây đó là cái cây gì mà con đeo toàn ten vậy hả? Mẹ mới nhìn mẹ không biết nó là cây gì luôn á Bella. Nó là cây kèn hay cây son vậy Bella? Son. Cây son hả? Cây son của con hay của mẹ vậy? Của con. Sợ chưa?